À, xin chào anh em, giới thiệu với anh em một cây Classic được rất nhiều anh em sử dụng nha. Rất nhiều anh em đặt hàng thời gian vừa rồi mà mình hết hàng rồi, mới về lại luôn. Yamaha SC3940C, cái đàn cực kỳ đẹp luôn anh em, chất lượng, giá tốt nữa anh em nha. Mức giá rất là tốt luôn. Ngoại hình thì đẹp ơi là đẹp, anh em coi nè. Hiện tại vẫn mức giá cũ 2 triệu đồng nha anh em nha. Vẫn là mức giá 2 triệu đồng. Đẹp ơi là đẹp luôn rồi anh em. Đó, ngoại hình đàn nè, rất đẹp anh em thấy không? Eo nè, lưng đàn nè, cần phím thì tuyệt vời lắm anh em. Canh chỉnh ở mức mà rất là êm cho anh em mình rồi. Thì anh em nào muốn chơi cao hơn hoặc thấp hơn nữa thì vẫn được nha anh em nha. Chỉnh theo ý mình, mỗi người một ý khác nhau, chỉnh thoải mái. Cái này là mình chỉnh theo mức chuẩn rồi, cho anh em chơi vừa đủ là êm rồi. Ngoại hình thì đẹp, chất lượng thì tốt. Thời gian vừa rồi rất nhiều anh em liên hệ với mình đặt cây đàn này nhưng mà hết hàng anh em, hết hàng không có. Rồi mới về lại nha. Mới về lại mình lên clip mình giới thiệu với anh em liền nha, vẫn giá 2 triệu nha anh em nha. Đây, tổng quan cây đàn đây. Rất là đẹp luôn anh em. Rồi, anh em nào chốt hàng thì liên hệ với mình nhanh nha, chứ để một hai bữa nó lại hết hàng nữa anh em liên hệ mình cũng không có hàng để mà giao cho anh em nữa nha. Rồi 2 triệu đồng, mình sẽ quay gần mình test cần phím, test âm thanh cho anh em coi. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều. Rồi anh em coi gần đàn nè, nó đẹp ơi là đẹp luôn anh em. Đẹp ơi là đẹp luôn nha. Đó, eo đàn đây. Eo đàn đây. Đẹp luôn. Nhưng mà cần phím thì rất là ok anh em, rất là êm luôn. Khóa đẹp nha, một khóa cực kỳ đẹp. Lưng đàn rất đẹp luôn. Action của đàn này mình đo cái action cho anh em coi nè. Dây 1 thấp hơn chuẩn cho anh em nha, cứ yên tâm mà chơi thôi. Dây 6 cũng vậy nè, cực kỳ là êm tay luôn. Chất lượng tốt, ngoại hình đẹp. Rồi mình sẽ test cần phím anh em coi. Cần phím ngon lành nha anh em, không rè, không tẹt, không lỗi phím nào hết nha. Mình sẽ rải vài hợp âm để anh em nghe và anh em cảm nhận cái âm của đàn. Đàn đẹp nha anh em nha, một cái đàn rất là đẹp, chất lượng rất là tốt mà âm thì tuyệt vời luôn anh em ơi. Với tầm giá 2 triệu cái đàn này nó quá tuyệt vời luôn. Thông tin cửa hàng và số điện thoại mình để phần tiêu đề và phần mô tả, anh em có thể xem trực tiếp trên góc màn hình cũng có. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều.